Em xin chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một chiếc củ phát điện mẹc của Ý 12 kVA, hàng zin tháo máy của nhà em. Đấy, hàng này là bên nhà em tháo máy phát điện ra nha quý khách hàng. Đấy, thì chiếc củ này là 12 kVA, vòng tua 3000 nha quý khách hàng. Hàng zin tháo máy, chạy không chổi than nha quý khách hàng. Sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết gửi đến tất cả quý khách hàng chiếc củ phát điện 12 kVA của Ý này. Rất đẹp luôn, hàng gần như là mới tinh nha. Thì đây là chiếc ruột của chiếc củ này, quý khách hàng có thể thấy. Đấy, rất đẹp. Cánh quạt này được thiết kế bằng cánh quạt nhôm nha quý khách hàng. Đấy, cánh quạt nhôm. Đấy, đây quý khách hàng, toàn bộ là zin hết nha. Đấy, hàng zin thì những cái kẹp này thì chưa bị mất. Đấy, còn nếu mà hàng Việt Nam mà làm lại rồi ấy, thì những cái kẹp này thường sẽ bị cạy bỏ hết. Đấy, sẽ cạy bỏ hết. Đấy, tại vì có khi là, tại vì sao là không để được cái kẹp này? Một là cái lượng dây nó quá ít. Đấy, nó sẽ không lắp được cái kẹp này. Hai là dây thì thừa quá thì cũng bị phồng ra, thì không lắp được cái kẹp này nữa. Đấy, thường khi mà thợ Việt Nam cuốn lại ấy, thì sẽ đục bỏ hết những cái này, bỏ hết những cái kẹp này nhá. Đây là chiếc rô của chiếc củ 12 kVA, hàng gần như là mới tinh luôn quý khách hàng. Đấy, đấy, cái quạt bằng nhôm đây, các bạn có thể thấy rất đẹp luôn. Rô của củ 12k, em sẽ quay cái phía mặt bên này nữa. Đấy, đây, quý khách hàng có thể thấy hàng này em tháo ở trong máy ra, em chưa vệ sinh gì nha quý khách hàng. Đấy, quý khách hàng mà mua cả chiếc củ này về tự chế bu li mặt bích cũng được, hoặc là bên em sẽ chế hoàn thiện bu li mặt bích, hoặc là quý khách hàng có thể mua về để lắp trực tiếp động cơ. Nhưng mà làm sao cái trục cơ của quý khách hàng, trục cơ của máy nhé, làm sao khoét vừa bằng cái trục cơ của đây, lỗ trục của chiếc rô này là ok. Đấy, đây, chiếc củ 12 kVA, hàng zin tháo máy cực đẹp luôn. Đấy, 12 kVA. Đấy, hàng này bên em chưa vệ sinh bằng xăng gì cả. Đấy, nếu mà vệ sinh qua bằng xăng thơm thì tất cả những cái vết ố này nó sẽ sạch lại, đẹp hết nha. Đấy, đây, chiếc đũa bắt rất đẹp. Đây, chiếc rô củ 12. Còn đây là chiếc vỏ của chiếc củ 12. Đấy, đây, xin gửi đến tất cả quý khách hàng thông số của chiếc củ này. Đấy, củ mẹc của Ý 12 kVA. Đấy, cốt phi 1, tần số zin 50, vòng tua 3000. Đấy, củ này nặng 57.5 kg nha quý khách hàng. Đấy, điện áp ra 109 trên 54.5A. Đấy, dòng điện ra. Đấy, chiếc củ này vỏ gần như là mới tinh luôn quý khách hàng. Đấy, chạy không chổi than nha quý khách hàng. Đấy, rất đẹp. Đây, cái phần thép silic cũng là xanh lay này. Đấy, đấy, toàn bộ những cái dây này, cái đầu dây điện ra này đều được bọc vải nha, chống cháy nha. Đấy, chống cháy rất là chắc chắn luôn. Đây, cầu đấu đây. Đấy, chúng ta có thể thấy đây, U1, U2 đây. Đấy, rất đẹp luôn, gần như là mới tinh. Đấy, cái hình thức bên ngoài của cái chiếc vỏ 12. Đấy, ở đây em xin quay ở cái phần lõi bên trong của chiếc cũ nhé. Đấy, em sẽ dựng lên. Đây, lõi đây quý khách hàng. Đây, phần thép silic đây. Đấy, nếu mà chiếc củ này mà nếu mà công suất mà củ Trung Quốc để bằng cái chiếc củ này ấy, thì chắc là trọng lượng nó phải tầm tạ mấy, trên 100 kg, trên 100 kg luôn. Nhưng mà chiếc củ của Ý này nó chỉ nặng chưa đầy 60 kg nha quý khách hàng, nhưng nó vẫn cho ra đủ công suất 12 kVA, có thể vượt lên, chạy vượt tải được. Đấy, nhưng mà riêng dòng Trung Quốc hoặc là đã cuốn lại rồi thì thứ nhất là cái chất liệu dây đồng của nó không thể bằng dây đồng của Tây được. Và thứ hai là của sao của Trung Quốc không bao giờ đạt tải và đạt công suất, là vì cái chất thép silic của nó tạo ra của nó thì không bao giờ bằng Tây được.
đồng của Tây ấy thì 100% đồng mỏ, nhưng mà ông Việt Nam là một, mà thứ hai là ông Trung Quốc là đồng tạp chất nhiều, đấy, pha nhiều, tỷ lệ pha nhiều. Thứ nhất là chạy, trong quá trình chạy nhiều ấy thì nó sinh ra, sinh nhiệt ra nóng dây, đấy. Và thứ hai là chất liệu dây đồng nó không ổn định, không tốt thì nó sẽ cho ra công suất nó không đủ, quý khách hàng, đấy. Phần thép Silic của nó gần như là mới tinh, đấy, một chiếc củ rất đẹp, đấy, quý khách hàng có thể thấy. Phải nói là nếu mà trong củ phát lâu nay em về đây, một chiếc củ rất là VIP luôn, phải khẳng định quý khách hàng là VIP, đấy, gần như là mới tinh. Chiếc củ mẹt của Ý gần như là mới tinh, hàng của Ý thì rất là nổi tiếng rồi, đấy, quý khách hàng có thể thấy. Bên em lên rất nhiều cái video, đấy, giới thiệu về những dòng củ phát Ý này rồi. Đấy. Đây, em xin quay cái mặt bên này của chiếc củ nhá. Đây, mặt dây đồng, giới thiệu mặt dây đồng bên này, chiếc củ luôn nha quý khách hàng. Đây, đây quý khách hàng có thể thấy. Đấy. Tất cả những này là đều đan và vào bằng máy hết nha quý khách hàng. Đấy, đây, quý khách hàng. Chiếc củ rất là VIP luôn, 12 camera. Hàng tháo máy nhà em nha. Đấy. Rất đẹp luôn. 12 camera. Củ Ý 12 camera. Hàng VIP luôn. Các em có thể thấy nhé. Đấy, sau đây em sẽ cho luôn cái rô này vào trong cái vỏ này luôn. Quý khách hàng theo dõi. Đây, quý khách hàng, một chiếc củ hoàn thiện nó sẽ như này. Nó thêm một cái bích nhôm ở đây nữa. Đây, quý khách hàng có thể thấy. Thêm một cái bích nhôm như này nữa. Đấy. Một cái bích nhôm hoàn thiện. Và một cái nắp này này. Đấy. Hoàn thiện một chiếc củ nhá. Đấy. Rất đẹp luôn, hàng VIP luôn nhá. Quý khách hàng mà đang quan tâm những dòng củ phát điện ấy, hàng zin tháo máy đẹp, chất lượng, thì xin liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739, Zalo bên em nha. Bên em giao hàng toàn quốc. Quý khách hàng có thể mua về tự chế bu li mặt bích, hoặc là bên em sẽ chế hoàn thiện bu li mặt bích. Đấy, quý khách hàng về chỉ sẵn dùng thôi, hoặc là quý khách hàng có thể mua về để lắp trực tiếp vào máy, vào động cơ luôn. Đấy. Đấy, nhà em thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng củ phát điện, động cơ xăng dầu, máy móc cũ đã qua sử dụng nha. Quý khách hàng mua bán trao đổi toàn quốc luôn. Đấy, thì vừa rồi em giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một chiếc củ phát điện mẹt của Ý 12 kVA, hàng zin tháo máy nhà em. Đấy. Quý khách hàng quan tâm thì cứ liên hệ bên em, hoặc là cần thông tin hỗ trợ bất kỳ về dòng sản phẩm nào cứ liên hệ bên em, mua bán trao đổi cứ liên hệ bên em nha. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em.